đối, đó là những thớt radio của các thương hiệu Pioneer, Victor, Aurex Toshiba và Technic. Tôi sẽ báo giá từng sản phẩm để anh em nắm được. Và cũng chỉ có hai loại giá thôi, đó là giá 1,7 triệu cho Pioneer và 1,000,000 cho các hãng còn lại. Hàng đẹp xuất sắc, mặt tiền phay nhôm, không tì vết luôn. Đây là Victor, anh em nào có những mẫu ly tương ứng thì có thể đặt hàng 1,000,000. Đèn đóm cũng như là mặt phay nhôm tuyệt đối đẹp luôn nhá. Không có chuyện là thanh lý hàng bị lỗi hoặc thế này thế kia anh em nhá. Thì trên này là Aurex Toshiba này, 1,000,000. Tiếp theo là Technic, còn Technic nó đẹp quá. Nó làm cái nền phối bên trong quá đẹp luôn. 1,000,000. Còn lại là dưới là Pioneer 7,600. Thanh lý giá 1,700,000. Đều mang tính chất là trưng bày sưu tầm trang trí thôi, bởi vì nó bắt được vài kinh đài thôi, nó không phải là hàng FM 408. Đồ nội địa của Nhật thì nó chỉ vài kinh đài, anh em lưu ý điều đó nhá. Còn các bác nào thích 108 thì phải mua âm ly đài, âm ly đài của xuất Mỹ thì nó mới có nhiều. Còn những cái thớt radio 108 thì gần như không có đâu, hiếm lắm. Đây 7,600, anh em có thể đặt vào bất kể âm ly mặt phay nhôm nào của Pioneer đều được hết. Đều là những loại hàng đẹp xuất sắc luôn. Sony. Và đặc biệt cái mẫu radio 8,800 này này, 8,800 chơi này, nó nặng như âm ly luôn các bác ạ. Nó đẹp phải nói là dạng như mới tinh luôn, cái mặt tiền không có điểm chê, đều điện 100V anh em nhá. Anh em đặt hàng thì cửa hàng sẽ gói gửi qua Viettel cho anh em, hoặc là nhà xe nếu các bác tiện chuyến xe. 8,800, đèn đóm đẹp, mặt phay nhôm đẹp, không tì vết. Khi cửa hàng đã nói cái gì là chuẩn chỉ điều đó anh em nhá, chứ không chuyện có chuyện là nói đẹp mà ra nó lại thành xấu được đâu. Và minh chứng là các bác xem rõ trên video này, anh em nhìn rõ góc cạnh đó. Có một con 8,900 và còn lại là 8,800, đều đồng giá, kể cả 7,600 là 1,700,000 đồng. Bên trong này là sắt xi 7 màu, nó nặng, nó rất nặng như âm ly, bởi vì cái khung của nó làm chắc chắn, vật liệu nó làm nhiều, sắt xi 7 màu. Các bác đang nghe tín hiệu, đó là tín hiệu radio từ cái thớt này. Ở Hà Nội thì tôi đang bắt là tần số 8990. Còn tùy theo thời gian nó sẽ có kênh 91 hoặc nhiều hơn là có cả 92. Nếu nguyên mấy cái bóng này bán ra thị trường khối tiền này, cái bóng này bóng xịn theo máy. Trên thị trường bây giờ gần như không có cái bóng đấy, chỉ có bóng Trung Quốc thôi. Góc cạnh đẹp không tì vết. 100V. Cho đoạn dây điện để bắt sóng tốt hơn. Còn đây là bên này. 7,600 thì cũng giống như âm ly. Nó làm cấu tạo sẽ không gấu bằng dòng 8,800 hoặc 8,900. Nó làm tương ứng theo cái âm ly thôi. Đó. Ok, xin cảm ơn anh em. Giá tại cửa hàng thanh lý là 1,700,000 cho Pioneer. Còn Sony, Victor, Technic, Aurex, cửa hàng đã nói rất rõ là 1,000,000. Anh em gần có thể qua xem trực tiếp, xem nhiều đồ. Xin cảm ơn.